Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Khánh Linh sẽ hướng dẫn mọi người đếm nhịp từng bước bài ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam anh hùng. Trong bài này chúng ta gồm có hai tổ hợp chính. Và sau đây Khánh Linh sẽ hướng dẫn mọi người quay mặt trước và sau đó sẽ đếm nhịp phần hướng sau. Chúng ta cùng đến với tổ hợp thứ nhất. Tổ hợp thứ nhất chúng ta sẽ đi sang bên phải trước. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Tổ hợp thứ hai, chúng ta vẫn sẽ đi sang bên phải. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 5 2 3 và 4 5 6 7 và 8 6 2 3 và 4 5 6 7 và 8. Chúng ta cùng làm lại một lần nữa. Tổ hợp thứ nhất. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Tổ hợp thứ hai. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 5 2 3 và 4 5 6 7 và 8 6 2 3 và 4 5 6 7 và 8. Và vừa rồi Khánh Linh đã hướng dẫn mọi người đếm nhịp xong bài ca ngợi về Đảng Cộng sản Việt Nam anh hùng. Và bây giờ xin mời mọi người cùng bắt đầu vào phần khớp nhạc.